xếp hạng diễn xuất của dàn sao giữ Phượng Hành, Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân dở nhất. Một blogger tại Trung mới đây đã chấm điểm về phần thể hiện của các diễn viên trong giữ Phượng Hành. Điều đáng chú ý là cặp đôi chính của phim là Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân lại bị chê nhiều nhất và nhận được số điểm chấm thấp nhất, còn kém hơn cả các diễn viên phụ, khách mời. Đứng vị trí thứ 6, Lâm Canh Tân. Diễn xuất của Lâm Canh Tân nhận về nhiều gạch đá trong xuyên suốt khoảng thời gian giữ Phượng Hành lên sóng. Netizen cho rằng bất kể xét về ngoại hình, dáng người hay kỹ năng diễn xuất của sao nam đều không đạt yêu cầu. Đứng vị trí thứ 5, Triệu Lệ Dĩnh. Chưa khi nào diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh lại bị chào nhiều tới vậy. Kể từ khi cô thể hiện rõ quyết tâm chuyển hướng từ phái lưu lượng sang phái thực lực, đây lại còn là bộ phim truyền hình đầu tiên của cô lên sóng sau khi được đề cử giải Bạch Ngọc Lan. Thẩm Ly trong phim được miêu tả là người phụ nữ mạnh mẽ trên vạn người, nhưng cách nữ cường mà cô thể hiện lại mang đến cho người xem cảm giác quá sức, hơi gồng. Đứng vị trí thứ 4, Lý Tử Phong. Sau Yến Tiểu Ất ở Khánh Dư Niên, Lý Tử Phong tiếp tục bỏ túi thêm cho mình một vai diễn nổi bật khác là Cố Thành Cẩm. Cố Thành Cẩm trong giữ Phượng Hành là một nhân vật nửa chính nửa tà. Trước mặt người khác thì tỏ vẻ chính nhân quân tử, nhưng bên trong lại là kẻ ích kỷ, máu lạnh. Những phân đoạn chuyển đổi cảm xúc của Cố Thành Cẩm trong phim được thể hiện đầy mượt mà và tự nhiên, khiến người xem đôi lúc cũng phải rùng mình. Đứng vị trí thứ 3, Tăng Lê. Với kỹ năng diễn xuất ổn định của mình, Tăng Lê đã mang đến một linh tôn Thẩm Mộc Nguyệt như xé sách bước ra, giành được vô số lời tán thưởng từ công chúng. Mặc dù vai diễn linh tôn không có nhiều đất diễn, nhưng mỗi lần nhân vật này xuất hiện là một lần chiếm trọn sự chú ý của khán giả. Đứng vị trí thứ 2, Hoàng Nghệ. Phần thể hiện của Hoàng Nghệ trong vai Tiểu Hà quả thực đã khiến người xem bất ngờ không thôi. Xét về kinh nghiệm diễn xuất, Hoàng Nghệ là người non nhất trong dàn diễn viên chủ lực. Song cách cô hòa mình vào nhân vật Tiểu Hà lại khiến khán giả ấn tượng không thôi, đặc biệt là đôi mắt biết nói kia khi thể hiện sự ngưỡng mộ, yêu thương dành cho người mình yêu, hay ánh mắt lộ rõ nỗi đau nội tâm khi phát hiện bị lừa dối. Đứng vị trí thứ nhất, Đồng Khiết. Kỹ năng diễn xuất của Đồng Khiết từ trước đến giờ lúc nào cũng làm người xem yên tâm. Vào vai người vợ Trung Thủy Vân Nương, hằng ngày ngóng trông chồng trở về nhà, tới nỗi sự khao khát đó đã biến thành một căn bệnh, bị người đời coi như một kẻ điên. Nhưng Vân Nương cũng chẳng màng tới. Cuối cùng, với sự giúp đỡ của Thẩm Ly và Hành Chỉ, vợ chồng hai người đã gặp nhau thành công. Một cảnh quay đơn giản nhưng lại mang đến nhiều nước mắt cho khán giả, nhất là khi Đồng Khiết vỡ òa lên, ra sức níu kéo khi thấy chồng mình dần dần tan biến, càng chạm sâu vào trái tim người xem. Dân tình cho rằng, để Đồng Khiết đứng hạng nhất, chiến thắng trong cuộc so kè diễn xuất này là chính xác, không có gì phải bàn cãi.